Xin kính chào toàn thể anh chị em bà con cô bác trên mọi miền tổ quốc nha. Quay trở lại với kênh Máy Xây Dựng Quang Ri. Ngày hôm nay tiếp tục lên kênh giới thiệu cho toàn thể quý bà con cô bác mình rất nhiều dòng sản phẩm. Đầu tiên em sẽ lên cái mẫu sản phẩm. Đây là một cái dùng là một đây là cái đuôi đèn nha. Một đuôi cảm biến có mắt đèn cảm biến nha. Đây là cái dòng sản phẩm mình về mình lắp vào những cái khu vực nào như là cổng này, hành lang này, nhà vệ sinh này, nhờ ban đêm mà đi á, mình không cần bật điện, nhưng mình đi qua là nó sẽ từ sáng cho mình nhá. Và đây đặc biệt là nó có một chức năng nữa là chống trộm, có thể có khả năng là làm cho kẻ trộm bất ngờ, nó sáng bất ngờ nhá. Đấy, mình lắp vào chế độ để điện mở sẵn như vậy là khi có người đi qua là nó sẽ từ sáng. Và một cái đuôi đèn như này thông minh, một cái đuôi đèn thông minh như này hiện tại em đang bán giá chỉ có là 55.000 một cái nhé, 55.000 một cái thôi. Đấy là cái mẫu sản phẩm đuôi đèn cảm biến nhá. Thứ hai đấy là lên tiếp theo, đây là cái mẫu sản phẩm ổ cắm điện hàng Thái Lan. Đấy, ổ cắm điện này thì nó mình có thể cắm đầu dẹp, đầu tròn, nói chung là nhiều ổ như này nhá, ba chấu, hai chấu đều ok hết. Và đặc biệt là nó có thêm ba cái cổng. Ba cái cổng này là bộ USB mình để sạc điện thoại nhá, mình có thể mua cái dây và mình có thể găm trực tiếp vào cái ổ này là mình sạc điện thoại được ok. Đây là cổng USB để sạc điện thoại. Thì cái sản phẩm này em đang sale với mức giá chỉ có là 70.000 nhá, 70.000 một cái cho em. Đấy, đây là cái sản phẩm ổ cắm này. Và tiếp theo đây là cái sản phẩm đèn pin. Đấy, đèn pin mini. Đèn pin mini này là người ta gọi là đèn pin bộ đội đấy, đèn pin bộ đội rất chi là sáng luôn, nhỏ gọn nhưng mà sáng vô cùng nhá. Đấy, nó có nhiều tính năng lắm, có sáng bên hông luôn. Ok chưa? Thì cái sản phẩm này em đang sale 55.000 một cái nhá. 55.000 một cái thôi. Ok chưa? Đấy, một cái 55.000. Còn đây, đây là cái đèn pin đổi đầu 5 bóng, mẫu đèn pin đổi đầu 5 bóng nhá. À, quý vị nào mà muốn tiết kiệm pin, đấy, đừng đi ánh sáng là như này là được thấy sáng rồi này. Và anh nào mà cần sáng hơn, đấy, vừa cắn đồ rồng thì chơi 4 bóng, mà sáng nhiều nữa thì chơi 5 bóng nha em. Đấy, có nhiều tính năng như này. 70.000 một cái cho em nhé. Đấy, 70.000 một cái cho em này, với một cái màu đèn đổi đầu như này nhá. Rồi, tiếp theo đấy là cái bộ dao cào râu. Dao cào râu nhá. Hai chức năng. Đấy, có thể bật chế độ cào này. Và đây là chế độ này là chế độ cào lông mặt cho em. Ok chưa? 110.000 nhé, 110.000 cho em. Đấy, với giá 110.000 thôi. Rồi, tiếp theo đây là em lên đây là phẩm là khoang 10 ly này. Đây như quý vị mình về mà xài gia đình cho ngon này. 13 ly với giá chỉ có là 350.000 nhé, 350.000. Còn anh nào muốn ngon, muốn xịn sò hơn là đây, màu này đế tông 520.000 nhé, 520.000. Sống keo bắn nến 40.000, cộng thêm 10 cái nến luôn. Đấy, cộng thêm 10 cái nến như này. Đấy, chỉ có 40.000 thôi. Bộ com lê làm vườn. Bộ com lê làm vườn như này 3 cây, gồm có sàng lớn, sàng bé. 60.000 luôn, 60.000 luôn nhá. Rồi, quý vị vào xem kênh ấy, nhớ có nhu cầu gì thì subscribe kênh cho em nhá. Gọi vào số hotline em ghi trên màn hình. Rồi, đây là một cái sạc 12V để sạc vào bình ắc quy 12V đây nhá. Đây là cái mô hình như này. Đấy. Ok chưa? Với bộ sản phẩm này thì em đang sale này. 95.000, 95.000 thôi nhá, 95.000. Đấy, bộ khẩu một bộ khẩu này là 180.000 này. Bộ khẩu 180.000 nhá. Đấy, từ 10 cho đến 24 có cần tự động 180.000. Bộ khẩu này, đây là cái bộ khẩu từ 8 đến 24, cần dài, hàng xịn cao cấp cho em. Đấy, hàng cao cấp cho em nhá. Đây. Ngon là ngàn đào như này. Thì bên em đang sale này. Thì đang em đang sale với giá chỉ có là 180.000 thôi, 180.000. Còn cái bộ này từ 8 tới 32, 8 đến 32 thì nó là 360.000 nhá, 360.000 cho em. Đấy, bộ rất chi là dài và xịn sò như này nhá. Đấy. Rồi.
Rồi tiếp theo đấy là cái bộ sản phẩm bột cà lê ấy, bột cà lê cực kỳ là ngon luôn nhá. Bột cà lê từ 8 hàng ZT 8 đến 24 với giá chỉ có là 230.000 nhé, 230.000 cho em. Rồi Zippo, Zippo bật lửa Zippo đây đấy, 30.000 một cái cho em nhé, 30.000 một cái cho em, ngon chưa đấy. Về đổ xăng vào xài cho em nhé, về đổ xăng vào xài cho em, ngon là cành đào như này đấy. Đồi 4 tấn này, đây là có cái đồi 4 tấn 270.000 nhá. Đồi 4 tấn 270.000. Eto, Eto kẹp bàn cho em. Eto kẹp bàn cho em nhá. Đây là cái màu Eto. 250.000 nhá, 250.000 cho em. Rồi. Rồi tiếp theo em sẽ lên cho toàn thể mình nhiều cái màu. Đấy, nhiều cái màu mà nói chung là quý vị nào mà quan tâm ấy thì cứ vào xem kênh của em từ đầu đến cuối nhá, và sẽ có đấy, em lên em về có cái lô lưỡi cắt Makita, lưỡi cắt cổ xài lưỡi 1 tấc 85 Makita này, ngon bao xịn sò luôn quý vị nhá. Đấy, và hôm nay em sale cho toàn thể quý vị mình xài này, giá là cực kỳ rẻ luôn nhá, cực kỳ rẻ luôn, ngon lành cành đào cho em. Đấy, cái bộ màu Makita này xài lưỡi 1 tấc 85 với giá chỉ có là 75.000 một lưỡi. 75.000 một lưỡi cho em nhé, 75.000 một lưỡi Makita này cho em. Đấy, còn cái bộ khoan tháp 3 mũi như này, bộ mũi khoan tháp 3 mũi với giá chỉ có là 85.000 nhé, 85.000 cho em. Đấy, ok chưa. Và tiếp theo đây là cái, đây là một cái kìm bấm Kaboshi hàng của Nhật, hàng Kaboshi hàng của Nhật nhá. Đấy, có tay cầm luôn, có cán cầm luôn, rất chi là ngon, hàng cao cấp cho em. Thì cái màu sản phẩm này em đang có giá là 120.000 này, 120.000 một sản phẩm cho em, 120.000 nhá. Còn đây là cái khò ga 40.000 một cái này. Đấy, đây là cái bộ bộ này là bộ lục giác bi nhá, bộ lục dục lạc bi Yeti 50.000, Yeti 50.000 cho em. Và đây, đây là anh nào muốn thơm tho áo quần, mình luôn thơm tho, đây là cái hộp để làm thơm áo quần nhá. Khi mình giặt áo quần á, trong máy giặt ấy, mình cho vào tầm 20 đến 30 viên này ấy, thì mình giặt cho em là nó từ hòa tan, nó thơm áo quần cho em nhá. Nó giữ hương thơm cực kỳ là lâu luôn. Ok nhá. Đấy, bộ làm thơm áo quần. Còn đây là cái keo này, là keo vá nền. Đây là cái hình ảnh của nó đây. Hình ảnh cái bông cái sơn này thì mình về mình sơn lại nhé, mình về mình cho vào, mình bong ra mình có cái bạ này. Đấy, có cái bạ mình bạ lại cho nó đẹp theo cái hình dạng của ngôi nhà của mình nhá. Đấy, chỉ có là 25.000 một lò, 25.000 một lò cho em nhá. Đấy, lưỡi cắt tà 70.000 này, quý vị nào nhu cầu quan tâm thì alo này nhá. Rồi tiếp theo đây là em lên tiếp tục cái màu máy đánh bóng. Đây là cái màu máy đánh bóng có điều chỉnh tốc Makita. Thì con này thì em đang sale với giá chỉ có là 370.000 nhé, 370.000. Đấy, còn anh nào muốn mài lùa thì đây, em có cái loại mài lùa này. Mài lùa, lấy máy mài khuôn mini ấy, Makita luôn nhá. 550.000, 550.000 nhá. Rồi, tiếp theo đây hai là hai cái màu. Đây là hai cái màu mà anh nào mà có pin rồi á thì mình xài. Cái màu này nhá. Đây là đèn, đây là đèn 18 bóng xài chân pin phổ thông, đây là xài chân pin phổ thông, chân pin phổ thông là chân này, chân Makita đấy. Đây là mình lắp vào nhá, mình lắp vào cho em. Đấy là nó khi cấp điện là nó sẽ sáng này, để em đây rồi, ok như vậy là mình bật lên là nó sáng bùm luôn. Đấy, với một cái đèn như này, với một cái mẫu đèn như này em đang xe với giá là 180.000 này, 180.000 một cái nhé, 180.000 một cái này. Còn anh này, cái quạt, thân quạt này là 220, thân quạt này là 220 nhé, cũng là xài chân pin phổ thông luôn, 220 cho em. Đấy, bao ship về từng nhà, anh nào có nhu cầu quan tâm thì alo cho em nhé, anh nào quan tâm thì alo cho em. Đấy, hai cái màu, thân quạt và thân đèn. Rồi tiếp theo đây là em lên hai cái mẫu, đây là mẫu mẫu khoang pin này,
mẫu khoang pin Makita, mẫu khoang pin Makita này. Em có cái mẫu đây là mẫu 13 ly Makita, hàng cao cấp cho em nhé. Hàng này hàng hàng loại 1 xịn sò cho em. Chất lượng thì tuyệt vời luôn. Đây, máy theo kèm hai quả pin, quả pin lúc này em mượn nhá để lắp vào cái này. Đấy, hai quả pin như này, hai quả pin, một sạc và một thân máy. Hai pin một sạc một thân máy đang sale là 950.000 nhá. 950.000. Đấy, móc về mà xài. Đi bằng tôn bằng vít. Đa chức năng nhá. Đầu kẹp 13 ly. Cực là xịn luôn. Đấy, 20 cấp độ trượt cho em. Đó, 20 cấp độ trượt nhá. Rồi, tiếp theo đây là cái màu sản phẩm cái màu sản phẩm bu lông. Đấy, đồng giá nhá, đồng giá 950.000 cho em này. Đồng giá 950.000. Đấy, bu lông hàng cực kỳ là ngon luôn. Đấy. 4 cấp độ cho em nhá, 950.000. Ok chưa? Rồi, tiếp đến là một cái màu khoang pin. Đấy, vi cập. Đây là màu vi cập. Có đảo chiều đầy đủ về cho cả anh đi nào đi lắp thiết bị nội thất này. Về nói chung là mở những con vít nhẹ ấy, làm điện từ điện lạnh thì xài con này cho em. Với giá chỉ có là 150.000 nhá, 150.000 một cái. Bàng là này, bàng là 110.000 nha. Bàng là 110.000 cho em này. Đấy. Bàng là hơi nước 110.000. Ok chưa? Rồi máy đâm lưng. Máy massage đâm lưng cho em này, máy massage đâm lưng 220 nhá. Máy massage đầm lưng 220 cho em, quá rẻ, ngon. Đấy, như vậy là mốc thôi. Ok chưa? Muốn tăng lên thì tăng này. Đấy, càng tăng thì nó càng khỏe hơn nhá. Đấy, 220.000 quý vị nhá. Quý vị nào quan tâm thì alo cho em này. Cái màu đầm lưng này em đi rất chi là nhiều. Rồi, tiếp theo đây là hai cái những cái màu kéo cắt cành, tỉa cành, cắt cỏ nhật cho em. Đấy, có tăng giảm như này. Cái cần của nó của mình có thể tăng giảm như này. Đấy, thấy chưa? Có thể tăng giảm như này. Thì cái giá cái này thì hiện tại bên em đang sale là 100.000 một cái này. Cưa gập 80.000 này, cưa gập 80.000 này. Cưa có hộp dừa 80.000 luôn nha. Sale sập sàng luôn. À, cưa nhỏ mini, cán mũ xài hàng Nhật cho em. Đấy, cưa loại này thì bên em đang sale chỉ có 50.000 thôi. Kéo cắt cống. Đấy, kéo cắt cống qua màu kéo cắt cống nhá. Cắt cống xài phi 42. Đấy, tối đa của nó là phi 42 cho em. AKB với giá chỉ có là 70.000, 70.000 thôi, một cái cho em. 70.000. Đấy. Cưa xăng. Đấy, cưa này là cưa xăng nhá, cưa xăng. Kim Konaki động cơ 2 thì 1.300.000 nhá, 1.300.000 cho em. Đấy, lam xích máy mài và lắp vào máy mài luôn, lam xích vừa để cho em nhá, vừa lam xích vừa máy mài này. Thì cái màu này với giá chỉ có là 1.000.000 thôi nhá. À nhầm, với giá 500. Với giá 500 là combo hai loại. Đấy, vừa làm xích vừa máy mài. Căn nào lại máy mài là 150.000, 150.000 cho em. Ok chưa? Rồi, em lên một số mẫu máy này. Một số mẫu máy hàng nhá, cho quý vị mình có nhu cầu nào về sử dụng thì mình alo cho em này. Máy hàng thì bên em có ba cái mẫu máy hàng hiện tại của bên em nhé, đi ra số lượng rất là ngon, rất là nhiều. Đấy, khách sử dụng rất cực kỳ ok nhé. Với giá chỉ có 200 dòng của nó, dòng 200. Đấy. Và sản phẩm này em đang sale với giá chỉ có là 660.000 nhé. 660.000 cái mẫu sản phẩm này, bảo hành 12 tháng. Còn anh nào muốn ngon hơn thì xài cái mẫu này cho em này. Đấy, ngon hơn thì xài mẫu này nhé. 1.100.000, 1.100.000 cho em. Và đây là cái con chuyên 3 ly 2, chuyên 3 ly 2 cho em nhé. Cực kỳ là khỏe luôn. Đấy, chấm tỉa 4 ly. Đấy, hàng cọc vàng lớn, hàng gia xích. 1.450.000 nhé, 1.450.000. Ngày hôm nay em đầy hạ giá luôn. Rồi, mua máy hàng xong thì mua kính hàng về để bảo vệ đôi mắt của mình nhé. 140.000 một cái. Đấy, 140.000 một cái. Kính hàng điện tử này, đó là 140.000. Máy cắt cỏ mini xài bằng pin. Đấy, máy cắt cỏ xài bằng pin nhá. Độ dài tối đa của nó là mình kéo ra là 1m2. Và đi theo kèm của nó là hai quả pin, một sạc, một thân máy và những cái lưỡi cắt theo kèm như này. 1.100.000 quý vị nhá. Quý vị nào quan tâm thì alo cho em này. Rồi, lên cái mẫu thổi bụi. Đấy, làm xong rồi thì mình có cái mẫu thổi bụi thì chơi cho em này. Mẫu thổi bụi 200
50.000 nhá, thổi bùi 250.000 thôi. Hàng BBK, mẫu BBK này nhé, ngon lành cần đào chưa. Đấy, về thổi, về hút, về nướng mực các kiểu, con là điệu thì chơi con này cho em. Đấy, 250.000. Rồi bây giờ em sẽ lên cái đồ da dòng cho toàn thể quý vị bà con mình về sử dụng này. Đầu tiên là em lên hai cái mẫu ấm nước, một cái mẫu là ấm nước của Thái Lan. Đấy, ấm nước Thái Lan dung tích là 2,5 lít, 120.000. Còn anh của Hàn Quốc Cucu này, đấy, bình thủy tinh, đó là 160 nhé, 160. Nồi cơm 1 lít, nồi cơm 1 lít là 308, nồi cơm 1 lít 8. Đấy, nồi cơm 1 lít 8 thì nó bự, nó to lắm. Đấy, thùng như này này nhá. Đấy, xài 4 năm người ăn thoải mái cho em. 530.000 nhá, 530.000 thôi. Rồi. Nồi lẩu 230, nồi lẩu 230 nhá, nồi lẩu lớn này 230. Còn nồi lẩu nhỏ, nồi lẩu nhỏ này thì có giá là 130 thôi. Đấy. Bồ son inox cao cấp, đấy, 220. Máy xay sinh tố này, máy xay là xay hoa quả Osaka, hàng Nhật Bản nha em, 150.000. Còn anh này là xay hàng xay thịt này, thổ 2 lít này, 170.000 nhé, 170.000 cho em. Đấy, máy ép cam xài bằng điện, máy ép cam này xài bằng điện này thì có giá là 190.000 nhé, 190.000. Còn anh chảo Hàn Quốc này 170.000 nhé, chảo chống dính Hàn Quốc cực kỳ là to và lớn, có nắp luôn, 170.000. Rồi, chuyển qua dụng cụ làm vệ sinh. Đây, đây là em về cái mẫu robot làm vệ sinh nhà cửa nhá. Đây là khi mình xài thì mình nhấn nút nguồn, hết pin mình sạc ở đây nhá. Rồi, đó là nó như này. Lúc nào không cần thì mình có thể có cái nắp mình đẩy cái này lại là nó sẽ đứng một chỗ cho mình, còn không thì mình cứ xoay như này nhá. Là khi nào ấy thì bận thì mình rút cái này ra mình làm vệ sinh nhá. Đây, bóc nó ra để làm vệ sinh cho em. Đây là cái vật dụng của nó như vậy. Đấy, với giá chỉ có 380.000 thôi. Và em lên mùa hè đến thì các bác giới thiệu cho các bác một cái số mẫu quạt này. Mẫu quạt nhá. Thứ nhất là quạt xài pin. Xài pin vừa đèn. Đấy, vừa pin vừa đèn cho em này. Đấy, còn đây là đèn nhá. Đấy, còn đây là quạt cho em. Được chưa? Ngon chưa? Thì cái màu sản phẩm này em đang sale là với giá 150.000 nhá, 150.000 một cái này. Đấy, còn quạt đèn quạt đeo cổ cho em này. Quạt đeo cổ này, quạt này đeo cổ là hơi, quạt nó ra nó mát ra hai bên này nhá. Rồi quạt đeo cổ 100.000 nhá, quạt đeo cổ 100.000. Đấy, cái quạt này xài điện 252, quạt lồng 252 nhỏ, siêu nhỏ gọn luôn, ngon lành gần đào chưa. Đấy, nằm hộp như này, 100, nó là 120.000 nhá, 120.000. Còn đây là một cái mẫu quạt xài vừa xài điện 220 và có thể xài bằng pin nhá. Xài bằng pin đấy, là đây là quả pin sông dòng như này, mình lắp vào đây mình sử dụng là mình có thể. Đây là có adapter điều chỉnh này nha, adapter điều chỉnh cho em. Ok chưa, rất chi là ngon luôn nha. Đây, thấy chưa, nó chạy rồi, thấy chưa, nó chạy, rất chi là có pin là mình xài ngon là ngần đào. Còn khi mình không cần, không có điện thì mình xài, có thể xài cái dòng này cho em, có thể tăng giảm luôn, cắm trực tiếp vào đây, cắm adapter thì mình sử dụng nhá, sử dụng nó. Đấy, rất là ngon là ngần đào. Thì sản phẩm này em đang sale với giá cả pin cả sạc là 900.000 nhá, cả pin một quả pin và một máy như này 900.000 cho em. Ok chưa, bếp điện từ 380, bếp điện từ này chỉ có 380 thôi này. Đấy, bơm ống 2T này, bơm ống 2T này nhá, hàng Nhật cho em này, bơm ống 2T hàng Nhật với giá chỉ có là, sản phẩm này bên em đang sale với giá chỉ có là 230.000 nhá, 230.000. Đấy, bơm của Nhật này. Đấy, bơm bình, bơm thuốc, phun thuốc của Nhật ấy, bình phun thuốc của Nhật cho em này, Sandona này, có đầy đủ phụ kiện theo kèm ở trong ấy, trong hộp á, gồm có dây này, sạc này, đầy đủ trong này nhá. Em cho trồng vào trong này nhá. Đấy, đầy đủ như này, mình về chỉ có cho thuốc vào là phun thôi nhá, 850.000. Rồi bây giờ em lên một số hàng như tiếp tục bàn chải này, bàn chải
Hàn Quốc cho em 10.000 một cái này, bàn chải Hàn Quốc 10.000 một cái, bó đùa Hàn Quốc luôn. Đây là một bó đùa Hàn Quốc cho em này, 30.000 nhá, 30.000 chục đôi, 30.000 chục đôi luôn nhá. À, đây kéo kéo cắt bình thường hàng Nhật cho em 45.000 một cái, và anh này là 80.000 một cái này. Đấy, kéo này, kéo đa năng này 80.000 một cái thôi. Còn anh nào muốn kéo các gà hàng của Nhật thì đây, hàng cao cấp, hàng xịn sò, 130.000 nhé, 130.000 một cái cho em. Dao, dao thái thịt, dao cắt thịt cắt rau 60.000 một cái nhé. Còn anh nào mà muốn dao chặt của Nhật thì đây, 200.000 nhé. Còn anh nào mà nhà mà xuyên sửa chữa thì có RP7. Đấy, mở không ra bị gì đẹp thì xài RP7 cho em nhé. Một lò như này là chỉ có 25.000 thôi, một lò 25.000 cho em nhé. Rồi tiếp theo đấy là hai cái mẫu keo, keo dạng đa năng. Tiếp keo dạng đa năng này nhá là 25.000. Cuồng keo dạng đa năng này cũng là 3D, 4D gì thì cũng là 25.000 cho em này. Hai mẫu nồi áp suất này nhá, hai mẫu nồi áp suất, màu lớn màu bé, màu bé thì 107 và màu lớn là 109 nhá. Đấy, quý vị nào có nhu cầu quan tâm thì alo. Mẫu hàng thiết này là 60.000. Bộ 46 chi tiết 120 nhá. Bộ 60 chiếc này 120 cho em này. Còn cái hai cái cần của thằng đa năng này, hai cần đa năng này chỉ có 75.000 thôi, 75.000 nhá. Cà lê đa năng ấy, hai cần 75.000. Đấy. Ngon chưa? Thước kẹp cơ. Thước kẹp cơ với giá chỉ có là 110.000 nhá, 110.000 cho em. À, cạo 6 in 160.000, 160.000. Đấy, bút gì nhỉ? Tô vít Caboshi, Tô vít Caboshi hai đầu 25.000 nhá. Kéo cắt cành, kéo cắt cành loại này cao cấp xịn sò 100.000 một cái, còn bình thường thì 80.000 một cái cho em nhá. 80.000 một cái. Rồi, kim màu quà này, kim màu quà 12 in lớn nhá, 130.000. 130.000 cho em này. Búa đóng này, búa đóng 70.000 này nhá. Đấy, mỏ lết 12 in 70.000 cho em một cái này. À, mỏ lết răng 12 in hàng USL xịn sò với giá chỉ có là 110.000 nhá. Đấy, kìm bấm USA Crossman 100.000 một cái, còn anh nào bình thường thì 60.000 thôi, 60.000 thôi nhá. Rồi, lưỡi cắt gạch, lưỡi cắt gạch Makita 40.000. Đấy, đây là cái đầu chuyền cắt tôn quý vị để lắp vào máy quang pin. Đấy, với giá chỉ có là 270 nhá, 270 cho em. Tô vít đóng hai đầu, tô vít đóng hai đầu 25.000 một cây này, và tô vít đóng mà cao cấp hàng của Nhật thì đây, tô vít 6 ly nhá, 6 ly cho em. Đấy, đẹp có, bác ke có 30.000 một cây cho em. Đấy, ke này, ke góc này, ke góc về để lắp vào máy hàng, để mà hàng này, hàng chì, hàng sắt nhá. Ke góc 35.000 một cái nhá. Đấy, ổ khóa chống cắt 40.000 một cái cho em. Rồi, rất nhiều dòng sản phẩm mà quý bà con cô bác nào mà vào xem kênh của em ấy, có nhu cầu cái mẫu nào thì cứ alo nhá. Rồi, và cuối cùng thì em lên cho toàn thể quý vị mình hai cái mẫu đèn pin này. Đấy, và một số mẫu máy nữa. Đây là cái mẫu đèn pin cầm tay cao cấp. Đấy, xịn sò chưa, xịn sò chưa. Đấy, bằng kim loại nhá, 180.000 nhá. Còn anh này 200.000 này, đèn đuôi đầu này, đuôi đầu siêu sáng luôn, rồi sáng 700-800.000 nhá, nhá. À, xịn sò luôn 300.000 nhá. Đấy, cưa lòng của nó là 500-520 nhá, cưa lòng 520, kho nhiệt 350, kho nhiệt 350 cho em. Máy hút bụi 500, máy hút bụi công suất 1.000 nhá, 500.000 cho em này. Và đây là một số mẫu về làm ngành mộc nhá. Đấy, về xây dựng cho em. Đây là một con máy cắt gạch cắt gỗ xài lưỡi mục tích, mẫu DH cho em. Với cái mẫu sản phẩm này thì em đang sale với giá chỉ 560.000, 560.000 nhá. Còn đây là cái mẫu cắt gạch cắt gỗ xài đích tông. Đây là con này là 750.000 này, xài lưỡi mục tích 2.
các cổ cắt được nghiêng nhá. Còn con này lưỡi mục tất 85 hàng đất tông 850.000, bao gỗ Makita, bao gỗ Makita thì 560.000 nhá. Ok chưa? Máy trà nhám rung, máy trà nhám tròn này, con này là 720 nhá. Còn anh phay gỗ đất tông 750, đấy 750 cho em. Ok chưa? Quý vị nào mà vào xem kênh của em ấy, nhớ có nhu cầu cái dòng sản phẩm nào thì gọi điện vào số hotline em ghi lên màn hình nhá. Đó là số điện thoại 0346 029 336 nhá. Đấy, máy nén khí nhiều dòng lắm, máy cắt sắt bằng, máy cắt nhôm, máy hàng mít hàng tích đầy đủ hết nhá. Đấy, em có đầy đủ. Quý vị nào có nhu cầu đến dòng sản phẩm nào thì alo. Đấy, và anh nào cần máy trà máy mài thì đây nhá. Đấy, máy trà máy mài thì đây. Đây là một số mẫu máy mài máy trà mà em trưng lên này. Đây là con Kimco Naki 380, bao ship về tận nhà nhá. Đấy, bao ship về tận nhà luôn, với giá chỉ có 380 thôi. Còn anh này hàng Thái Lan, có điều chỉnh tốc, con này có điều chỉnh tốc nhá, máy mài Thái Lan có điều chỉnh tốc 450.000. Anh này của công tắc bóp đất tông 700.000 nhá. Còn anh này công tắc sườn hàng đất tông không chỉnh tốc nha, con này không chỉnh tốc nhưng mà thế hệ mới, con này bên em đang sale với giá chỉ có là 560.000 nhá, 560.000 cho em. Đấy, ok chưa? Anh nào muốn thổi bụi hút bụi lớn thì xài cái này cho em này, thổi bụi và thổi bụi hút bụi cực kỳ là khỏe luôn. Đấy, với giá chỉ có 800.000. Cắt sắt bằng nha, cắt sắt bằng cho em này, hai màu 1.400 và 2.600 nhá. 1.500.000, 1.500.000 với là 1.800.000 nhá. Đấy, hai màu sản phẩm, quý vị nào quan tâm đến màu sản phẩm nào thì alo cho em nhá. Còn bây giờ em xin chào và hẹn gặp lại.